Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Vâng, thời gian gần đây anh em có bảo mình là trời ơi, quả arc Town 13 của anh đâu rồi, cái arc chính đâu? Vâng, báo cáo với các bạn, vâng, nó vẫn ở đây anh em ạ. Và hiện tại thì mình đang có vâng rất nhiều thứ để mà nâng này anh em này. Vâng, một loạt công trình luôn. 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, vâng, 9 ngày. Thôi thì hình như là hết đồ chơi thuốc thợ xây rồi. Thì có lẽ là mình sẽ phải mua một ít để sử dụng các bạn ạ. Chơi đi. Mua hết thủy trường luôn. Nhà có điều kiện mà. Chơi luôn anh em nhé. Video ngày hôm nay thì mình cho anh em thấy bằng cái series nâng các kiểu luôn. Rồi còn 9 triệu mấy, không biết trong kho nó có tiền không. Ủa 4 triệu mấy à. Ok, vậy thì một thằng dân ra là hết mấy? 599 gem. Ui dồi ôi, càng ấy nhỉ. Có nên đầu tư không? Để mình xem coi còn có gem không nhá. Ấy giời ơi, 250 gem đấy anh em ơi. Vâng, như vậy là có gem rồi. Và như vậy chốc nữa sẽ đập gem lại chơi luôn cho anh em nhá. Và nếu các bạn thấy thích video này của mình thì hãy để lại mình nút like, share, ấn vào đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình. Vâng, cái mình vẫn nhớ cái mùa giải tháng 3 vừa rồi, 5.727, vâng, đứng thứ 1.564, vâng, tốt nhất từ trước đến nay của mình luôn. Nâng cái số cúp huyền thoại của mình lên gần 32.000 cúp, vâng, chỉ còn thiếu 12 cúp nữa thôi là được trong chiến tích huyền thoại anh em nhá. Bây giờ mình sẽ đi bèm một trận. Rồi thằng này có mua không? Thôi, để dèm chốc nữa về đập thằng dần ra. Năm thằng này nó chạy tít tò lò luôn anh em. Rồi. Vâng, phải nâng mắc công trình này sớm thôi. Ok, đi bèm một trận các bạn nhá. Đó. Ui giời, đây là một cái bẫu bay mà cái độ này nó rất nhiều trên giải đấu huyền thoại luôn anh em. Ở cả hai arc của mình thì gặp nhà kiểu này rất nhiều. Và mình cũng clear được mấy phát rồi. Nên là cách đánh mình cũng phải khá là bài bản trong cái mẫu bẫy này. Tuy nhiên không biết là cái thằng này nó có khác thằng kia không nên là phải suy nghĩ một chút xíu. Rồi thăm dò cái nào. À ok. Rồi, rất nhiều cờ quạt đã bày ra ở đây. Chọn cái góc đánh này là nó có rất nhiều công trình ở đây mà mình có thể sử dụng dòng điện để xử lý được anh em này. Và chắc chắn là chốc nữa thì sẽ có King Queen, nó sẽ hỗ trợ cái đội quân rồng của mình ở cái cắt góc về mấy cái khom dầu tím này các bạn nhé. Và khi đã tiếp cận được khu vực phía trong này thì anh em thấy không, bịt ngay cái chỗ này luôn, 4 công trình ảnh hưởng tới cái bầy rồng điện của mình. Và expo mặt đất ở đây thì cực kỳ phế luôn. Đội bạn thủ tới 3 Ice Golem. Mình quyết định là vẫn chưa sử dụng skill của đại quản giáo mà cất dành nó đầy. Khi mà bị cái nhà chính nó kích hoạt này các bạn này, càng vẫn đang phân vân về em Royal Champion. Nhưng mà quyết định là tấn công ngay khu vực nhà chính khi mà đội quân ở đây vẫn đang đông và đóng băng em Queen. Anh em lưu ý nha, quân tướng ở đây rất là nguy hiểm này, nhất là em Queen, nên là phải đóng băng nó lại. Và King 65 kia, ui dồi, anh em thấy pha giao bánh chất không? Quá chất luôn. Quanh khu vực nhà chính bẫy rất nhiều anh em này. Nếu mà tấn công trực diện vào khu vực nhà chính là chỉ có đi bụi thôi. Đấy, thêm có bẫy lốc xoáy nữa. Nên anh đề phòng cẩn thận những cái mẫu bay mà nó dồn quân hết tất cả vào một góc ở khu vực bảo vệ nhà chính. Nó rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ Queen của mình vẫn còn chưa gồng này. Hai rồng điện với cả một rồng bé, đại quản giáo còn xanh máu. Rồi, một em đã thương binh. Đấy, cái mẫu bay nó đã đi vào hồi kết đấy các bạn. Vâng, cái pha xử lý này. Vâng, rồng điện giật phát triển luôn. Ui dồi ôi, anh em phải căng không? Inferno 1 tia bây giờ nó cực kỳ khó chịu luôn. Vâng, cho là rồng điện mắc cấp độ thôi, nó giật thì cũng toàn. Vâng, 40 cúp cầm về các bạn ạ. Có lẽ là mình sẽ lấy cái thằng dân này ra. 595 gem anh em nhé. Đập luôn. Ta-da! Và như vậy mình đã có mô tả thứ hai mắc cấp độ rồi anh em nhá.
Nghe video này của mình là video về iPhone 13 Max mà. Mình sẽ vẫn đập jam tiếp tục đi, nhưng mà bây giờ chờ cái gói đã. Trước khi đấy thì mình cần phải nữa nên là nhìn đỡ rối hơn thôi, nhưng mà cái kiểu bố trí nhà thì nó vẫn thế. Đó, anh em thấy cái mẫu bay của chúng nó bây giờ chơi kiểu này không? All in vào khu vực góc 9 giờ này luôn này. Cực kỳ nhiều bom bẫy quanh cái khu vực nhà chính ấy luôn. Mình vẫn phải phân vân, chưa biết nó đi đường nào cho nó hợp lý các bạn. Càng lắm. Và thanh niên này vẫn có cái hai cái expo nó để có cả phòng không ở đây nữa. Mình vẫn áp dụng theo cái cách đánh của cái nhà lúc nãy, đi từ hướng 3 giờ với cả là 12 giờ dồn quân kiểu đấy luôn. Chưa biết thế nào đâu. Ngại nhất là còn Royal Champion ở đây các bạn này. Rất là căng. Mình quyết định là đấy, cho hai anh dòng điện xử lý. May mà xử lý kịp đấy anh em. King Queen nó vẫn phải chạy dọc cánh về cái hướng ở từ 12 giờ về 9 giờ thôi. Đấy, đã phá hủy và bên này là phải có Baby Tiểu Long nó hỗ trợ cắt góc luôn các bạn nha. Đấy, một pha thả độc Sida đừng hỏi luôn. Khu vực này thằng King đang chiến đấu là hết mình luôn, và một em dòng điện của chúng ta rất là căng cò. Cánh bên này đã phải gồng đại quản giáo để cứu cho đại quân rồi. Royal Champion đã được yểm trợ khu vực này. Vâng, một pha đóng băng ở đây của mình là bị lỗi đây anh em này. Đó, đáng ra là phải bịt được cái máy bắn đá cơ. Tuy nhiên may mà có võ anh em ạ. Gồng Queen luôn không? Gồng thôi chắc ăn. Ui dồi anh em thấy không? Bấy lốc xoáy nó đặt hiểm lắm. Và việc con Queen của mình ăn được con Queen của đội bạn, nó rất là may mắn luôn. Rồi chưa kể là cái expo này nó để mặt đất, chứ quả này mà nó để phòng không thì bằng hai thanh niên này sẽ hiệu rất sớm. May mà con dòng điện của mình đây nó phun máu. Đại quản giáo cấp 50 anh em thấy không? Long cua cua đần.
Vâng, bạn nào mà chưa xem cái video đập gem để lấy em này của mình thì hãy xem lại nhé. Vâng, đập gần 3.000 gem để lấy nó ngay trong ngày đầu tiên, vừa mới ra khoảng 1 tiếng thôi. Mình đập để làm video cho các bạn luôn. Vâng, cái lúc mà còn mỗi đại quản giáo ở đây mình cực kỳ nín thở, bởi vì mình chỉ ngại là ăn một quả bóng đèn, đúng là lòi mồm luôn. May mà nó vẫn số đỏ. Nó ăn mì số đỏ thì nó không hề oảng một chút nào luôn các bạn. May cực kỳ luôn. Đấy, quả này nó chỉ cần nhích một tích tắc nữa thôi mà không biết cái bom gì nó đón chờ sẵn đại quản giáo nữa luôn. Tiếp theo là chúng ta hãy cùng đếm trận thi đấu này nữa. Mình mong là những cái video của mình về những trận đánh ở Ranh Huyền Thoại bằng combo dòng điện này nó sẽ giúp ích được cho các bạn. Như cho các bạn, nếu mà gặp được những cái nhà này ở trên giải đấu huyền thoại thì biết cách phá được. Anh em để ý nhá, bằng hai thằng thổi gió nó nằm ở đây này. Nhưng mà mình thì nó có vẻ là hơi xa. Chứ còn khu vực trung tâm này thì rất nhiều công trình phòng thủ, rồi là tướng báo nằm ở đây. Phải tránh ra, tránh voi chẳng xấu mặt nào anh em ạ. Mình cứ ăn được thêm những cái phần trăm ở cái phía trên này đi, rồi lỡ ngỡ vỡ được quả nhà chính nữa thì hai sao nhiều phần trăm vẫn ngon hơn là một trận thi đấu mà chỉ được có một sao 99%. Mình rút kinh nghiệm rồi, cay lắm rồi. Mình bay nhiều ở đây, ngại nhất là chỉ cái món mình đánh 99% một sao, xót xa lắm các bạn. Mình có lẽ là nếu mà các bạn thích thì mình sẽ cố gắng tổng hợp lại mấy trận thi đấu bằng cay sống mũi, bằng siêu cay cho các bạn xem luôn. Mình đánh rất ức chế. Rồi, đã có pha gồng đại quản giáo quanh khu vực nhà chính anh ạ. Cứu khẩn trương luôn. Đây, cái pha đóng băng này bịt được hai con tướng ở đây. Đấy, mấy bàn đá nó giã rất đau và mình phải bịt luôn cả cây thổi gió đây các bạn. Và lúc mà đại quân nó đang Inferno nó đang đốt một đám balloon của mình thì phải huy động Royal Champion và hỗ trợ cứu cánh ngay khẩn trương. Mấy bàn đá nó quá là mạnh mẽ trong khu vực phía trong luôn các bạn. Còn khu vực trên này thì tướng tá của mình đang tiêu diệt đại địch. Vâng, sợ nhất là quả này thằng Kinh nó vả mắt em Royal Champion chết và gồng luôn. Đấy, ăn được một loạt công trình. Ngon ngay anh em. Royal Champion cấp 20 và cực kỳ phê luôn. Trận đánh này thì mình vẫn còn tới 3 tướng xanh máu trong tình huống này luôn. Vẫn còn 2 rồng cầm về. Ui trời, vâng. Và tài nguyên ở trên nhà chính tao hơn 13 mà bay Ranh Huyền Thoại nữa thì anh em ạ, lòi mồm luôn. Mình không có thời gian để cho dân mà rảnh thôi, chứ còn tiền thì đầy, lúc nào cũng full kho. Và như vậy trong video ngày hôm nay thì mình đã vừa mới review cho bạn quả ạc tao hơn 13 mắc cấp độ của mình, và gần mắc thôi, chém gió tí. Vẫn đang trong quá trình đẩy nhanh sản xuất, và sản xuất hết mình và chạy hết tốc lực. Và cả 6 thằng dân đây anh em này, Mota này, Archer này. Đấy, vâng, còn tới 3 trụ Archer nữa. Vẫn đang trong quá trình nâng cấp thôi. Đấy, anh em thấy không? Chạy hết tốc lực luôn. Và nếu bạn nào mà chưa mua vé vàng này, rồi là chưa biết cách mua mấy cái gói ưu đãi ở trong cửa hàng, hay là cũng như là mấy cái gói gem ấy, thì hãy hỗ trợ, hãy liên hệ mình để mình sẽ hỗ trợ cho các bạn mua nhá. Em mấy cái gói gem hay gói ưu đãi nhân 6 này anh em này. Vâng, 2.500 gem với cả là 9 triệu tài nguyên mỗi loại có từng này tiền rồi. Và mình sẽ có tính thêm tiền phí nữa các bạn nha. Cái ảo bên này của mình thì mắc cấp độ rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video rất sắp tới của mình nữa, cũng như là trong series gem to mắc ở thảo hơn 13 các bạn nhé. Nếu các bạn thấy thích thì hãy để lại mình nút like, share và đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn mình chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào đấy. Mình đi đây. Bye bye.